Hello mọi người, thì trước mắt mọi người là cái mẫu cần trúc Akiro của hãng Codeline. Thì mẫu hàng này nó đã hết hàng cách đây cũng vài tháng nha mọi người, lâu rồi. Thì hôm nay công ty họ lục kho nè, nó còn sót lại đâu được một ít nha. Size là 3m6, 4m5, 5m4, không có size 6m3 nha mọi người. Cần thì vẫn như cũ nha. Đây cần trúc, giả trúc khô này, trúc khô chứ không phải trúc xanh. Trúc khô nhìn cực kỳ đẹp luôn nè. Đó, cần này thì cái độ cứng là 6H cũng như trước, nhưng mà nói chung là mẫu trước đó, không có gì thay đổi. Cần thì vẫn tặng cho người một cái túi nè, cái túi chống sốc và một cái hạ lóng. Ví dụ như 4,5 m thì mọi người hạ xuống còn 3,6 m, đánh được hai size. Và bên cạnh cái đọt này nè, cái đọt này là cái đọt chính nè, đọt rỗng, thì có tặng cho mọi người thêm một cái đọt đặc. Có nghĩa là cây cần này nó sẽ gồm nè, đây một cây cần, một cái hạ lóng, và kèm thêm một cái đọt. Trong cây cần này sẽ có một cái đọt cho mọi người. Chung mẫu này tải khỏe nha mọi người, 6H nhưng mà tải tỉnh tầm 2 đến 3 kg, tùy cái kiểu test của mọi người thôi. Cần thì chất liệu là carbon nè, gân nhám nha, nó gân nhám cực kỳ dai luôn. Nó sẽ có cái vân carbon đó, nó xoắn xoắn, nó quấn vòng lên, nó vân nhám. Ở phía dưới tất cả đều có rãnh ABS chống kẹt lóng nha mọi người, kéo ra kéo vô nó không có bị kẹt. Và phía trên đầu mỗi lóng á, có cái sơn sơn chống nổ nha. Cần chất liệu carbon cũng rất là nhẹ nha mọi người, cho mọi người đánh cũng rất là thoải mái á. Đây trọng lượng rất là nhẹ, tải khỏe. Thì độ dài của một lóng này thì 1m1 nha mọi người, nó tầm 1m1 một lóng. Nếu mà cần 3m6 á, thì nó sẽ gồm 3 lóng và một cái đọt. 4,5 m thì 4 lóng và một đọt. Cần 5,4 m thì sẽ gồm 5 lóng và một cái đọt nha. Đây cây đang đang tháo ra sẵn nè, cái 5,4 m nè, nó sẽ là một cái lóng lóng gốc, một lóng kế và một cái lóng kế, thêm một cái lóng nữa nè, một cái lóng nữa và một cái đọt. Nghĩa là 2, 4, 5, 5 lóng và một cái đọt, và tặng kèm thêm một cái đọt. Mẫu này thì hôm nay anh em cũng đang hỏi mà hết hàng đây. Hôm nay cũng hỏi công ty họ lục ra thì thấy còn sót lại vài chục cây nha mọi người, không có nhiều. Anh em nào cần cứ alo shop để ăn gấp nha, chứ không lại cháy hàng. Đợt sau nó có về cái mẫu trúc mà cái màu xanh á. Màu xanh thì đang còn vài vài cây thôi, nhưng mà mọi người không chuộng bằng cái mẫu mẫu giả trúc này. Rồi nữa cái mẫu giả trúc nó đẹp hơn, chung là nhìn nó cũng đẹp. Cái này giống trúc khô, còn cái mẫu sau là cái trúc xanh. Cái trúc xanh sau thì cũng còn size 2, còn size 3,6 m chứ, 3,6 m, 4,5 m, còn vài cây à. Nếu mọi người thích màu xanh á, thì bạn vẫn gửi màu xanh cho mọi người được. Nó chỉ hết cái size 5,4 m màu xanh đó nha. Còn màu này thì họ sót lại một ít size nè, 3,6 m, 4,5 m, 5,4 m nha. Thì đặc biệt ở đợt này họ sẽ giảm giá cho mọi người là 50.000 một cây luôn, cực kỳ rẻ nha. Giá lúc trước á, là cây 3,6 m, giá của nó là 400.000 và mỗi size lên 50.000. Có nghĩa là 3,6 m là 400, 4,5 m là 450, 5,4 m là 500. Thì đợt này 3,6 m nó chỉ còn 350 ngàn thôi nha. Đó, 350 ngàn và miễn phí vận chuyển toàn quốc cho mọi người luôn. Và mỗi size lên 50 ngàn nữa. Có nghĩa là 3,6 m hiện tại chỉ 350 ngàn là đến tận nơi, tận nhà cho mọi người luôn. Và 4,5 m là 400 và 5,4 m là 450 ngàn nha. Phía dưới đít vẫn có cái bảo hiểm, nhưng mà bảo hiểm nè,
đầu đít inox hết nha mọi người. Đầu nè, inox nè. Đây, đầu inox và đít phía dưới vẫn inox luôn nha. Đầu đít inox và cái đọt đây. Cái đọt họ đã có bít lại rồi, chống nước nha mọi người, chống vào nước cái cần của chúng ta. Cần vươn ra nói chung là khá là thẳng nha mọi người. Đây là sẽ ra cần cho mọi người xem luôn. Size 36 ở đây, vì trong shop nó không được rộng, sẽ ra cho mọi người size 36 nha. Nó rồi ok đây nè. Mọi người nhìn cần chúng ta nè. Cực kỳ thẳng luôn nha. Từ cái tâm này ra đằng tới cái miếng vách đằng kia nha. Đó mọi người nhìn thấy đó. Rất là thẳng. Đó, đầu nãy nha. Đó, rồi ok thì mọi người yêu thích cái dòng cần này cứ alo shop Rạn qua hai số điện thoại ở trên màn hình đây nha. Mọi người gọi số nào cũng được hoặc là lấy số qua Zalo nhắn tin nha. Thì Zalo bị full, mọi người cứ nhắn tin bình thường là được, giống như nhắn tin điện thoại vậy đó, cứ qua Zalo và mọi người nhập số của Rạn vào, số nào cũng có Zalo hết, mọi người nhập vào và nhắn tin. Còn nếu nhanh á, thì cứ alo trực tiếp cho Rạn, cho địa chỉ thì bên shop Rạn sẽ gửi hàng đến tận nơi cho mọi người. Và tất cả hàng bên shop Rạn đều cho xem hàng hết nha. Nên khi mà hàng đến á, mọi người vui lòng kiểm tra hàng nha. Kiểm tra xong rồi hãy trả tiền cho người giao hàng giúp shop. Rồi ok, cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người tiếp sau.